Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Nhảy mắt phải, giật mắt phải là điềm báo lành hay dữ, may hay xui. Bỗng dưng nhảy mắt phải, giật mắt phải liên hồi có nghĩa ý nghĩa như thế nào? Đó là điềm lành hay dữ, gặp xui xẻo hay là may mắn sẽ gõ cửa? Hãy cùng Địch Nghề Tốt đi tìm lời giải đáp ngay sau đây. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Địch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Giải thích hiện tượng nhảy mắt phải. Khi gặp phải hiện tượng nhảy mắt phải liên tục hay bị mắt phải giật liên hồi, bạn nên nghĩ ngay tới hai khả năng dưới đây. Xét về khoa học, dưới góc độ khoa học thì nhảy mắt phải nói riêng, giật mắt nói chung không phải là bệnh lý, đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể, tương tự như là ho hay hắt hơi. Hiện tượng này xảy ra khi cơ thể mệt mỏi, căng thẳng hoặc thiếu vận động, thiếu dưỡng chất. Xét về tâm linh thì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nó là sợi dây gắn kết thế giới thực và cõi vô hình. Vì thế, nếu thấy mắt phải giật liên hồi, khả năng cao là đang có điểm báo tâm linh mách bảo. Căn cứ vào đâu để biết đó là điểm tốt hay xấu? Căn cứ vào các yếu tố ngũ hành là chủ đạo trong việc luận đoán điểm hùng cát đối với hiện tượng mày mắt, giật mắt nói chung, cụ thể như sau. Ngũ hành tương ứng từng vị trí nháy mắt, giật mắt. Giật ở phần mắt trái phía trên tương ứng với hành mộc, nháy ở phần mắt trái phía dưới là hỏa, phần mắt phải phía trên là kim, vị trí mắt phải phía dưới sẽ là thủy. Giật cùng lúc ở hai vị trí đã nêu phía trên thì thuộc ngũ hành thổ. Ngũ hành tương ứng thời điểm nhảy mắt, giờ Tý, giờ Hợi thuộc hành thủy, giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Mùi và Tuất mang hành thổ, giờ Dần, giờ Mão thuộc hành mộc, giờ Thân, giờ Dậu mang hành kim, giờ Ngọ và giờ Mùi thuộc hành hỏa. Phương pháp luận đoán cát hung. Xác định ngũ hành tương ứng với vị trí giật mắt, nháy mắt làm chủ, lấy ngũ hành tương ứng với thời điểm nháy mắt làm khách, lấy sự sinh khắc tiết hào giữa chủ và khách để định cát hung. Ngoài ra, lấy âm dương ngũ hành để cùng luận đoán sự việc tốt xấu sẽ xảy ra tương ứng. Căn cứ vào những luận đoán trên đây, hãy cùng Địch Nghề Tốt xem nháy mắt bên phải có điểm báo cát hung như thế nào nhé. Điểm báo nháy mắt phải, giật mắt phải chi tiết. Cát hung theo các giờ trong ngày, cụ thể như sau. Sau đây sẽ là chi tiết từng điểm báo giật mắt phải theo giờ trong ngày. Giật mắt phải từ 2-3 giờ đến 1 giờ sáng, sắp đón tin vui. Dân gian truyền rằng nếu may mắt phải liên hồi trong khoảng thời gian này thì đó là điểm lành, báo hiệu rằng chủ nhân sắp đón tin vui. Có thể bạn sẽ nhận được tin tức từ bạn bè ở xa, lâu ngày không gặp. Cũng có điểm báo thực thần ghé thăm, đối tác mời đi ăn uống để bàn công chuyện. Cũng có thể bạn sẽ được người ấy mời dùng bữa lãng mạn và có quà khi về. Hãy yên tâm nếu giật mắt phải trong khoảng thời gian này nhé. Mắt phải giật từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Người thân nhắc hoặc lo cho bạn. Khung giờ muộn màng như thế này mà bạn phải bị giật mắt phải thì có lẽ người thân của bạn đang có điều gì đó muốn nhắc nhở. Cũng có thể là ai đó có điều gì chưa hài lòng hay cuộn trách bạn. Nếu bạn ở xa nhà thì đây có thể là điểm báo cha mẹ đang lo lắng cho bạn. Còn với những bạn ở gần, hãy coi lại xem mình có làm điều gì đó phật lòng cha mẹ hay không. Con gái chưa chồng mà bị nháy mắt bên phải lúc này thì có thể là cha mẹ đang bàn tính chuyện tương lai cho bạn. Mày mắt phải từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, tin vui về chuyện tình cảm. Khung giờ này mà mắt phải giật thì bạn sắp có tin vui về đường tình duyên rồi. Người đã có đôi sẽ nhận được tình cảm ngọt ngào từ người ấy, người ta đang thương nhớ bạn rất nhiều. Nếu bạn còn độc thân, vậy thì xin chúc mừng, bạn đang có người thầm thương trợ nhớ, suy tính không biết phải bày tỏ lòng mình với bạn như thế nào để tỏ rõ lòng thương nhớ. Mắt phải giật từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, tin vui về tiền bạc. Đây là khung giờ mà nếu mắt phải của bạn giật liên hồi thì đó đơn giản là điềm lành, báo hiệu tài lộc đang ùn ùn kéo về bạn. Hãy nắm bắt cơ may tài lộc này, bạn sẽ gặp vận may về tiền bạc. Có thể có quý nhân dẫn đường cho bạn có được tiền bạc về tay, cũng có thể là hợp đồng sắp ký sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ, buôn bán phát tài, đơn giản hơn là ai đó sẽ tặng quà hay mang tiền đến cho bạn. Mắt phải giật từ 7 giờ đến 9 giờ, tín hiệu về thị phi. Nếu bạn thấy mắt phải mình giật trong khoảng thời gian này thì hãy đề phòng, nó mang ý nghĩa không tốt chút nào đâu. Đây là điểm báo về mâu thuẫn thị phi, bạn có thể nảy sinh tranh cãi, xung đột với ai đó.
cũng có thể lời đồn thổi không hay về bạn đang lan truyền khắp nơi, có người đang nói xấu bạn sau lưng. Khi có điểm báo nháy mắt vào khoảng thời gian này, hãy kiềm chế cảm xúc của bản thân, cố gắng giữ gìn hòa khí với mọi người, duy trì mối quan hệ tốt đẹp, tránh vì nóng giận mà mất khôn, nói ra những lời lẽ không hay. Nhảy con mắt phải vào lúc 9 đến 11 giờ sáng, điểm báo không vui. Đây là khung giờ Tỵ. Máy mắt phải vào thời điểm này trong ngày báo hiệu những điều không vui sắp tới. Thường thì mắt phải giật từ 9 giờ đến 11 giờ, chủ nhân sẽ dễ bị người khác ganh ghét đố kỵ. Có thể trong công việc hoặc chuyện học hành, bạn xuất sắc hơn người hoặc được quý nhân giúp đỡ nhiều hơn người khác cũng có thể gây ra tình huống này. Nếu là tình yêu thì đó có thể là điểm báo kẻ thứ ba muốn chen chân vào mối quan hệ của hai bạn, nên cẩn trọng giữ gìn tình yêu của mình. Với các cô gái, nếu thấy mắt bên phải giật trong khung giờ này thì phải chú ý an toàn của bản thân, tránh đi khuya về sớm, đi tới nơi hoang vắng mà chỉ có một mình, có người muốn làm hại bạn. Mắt phải mày vào lúc từ 11 giờ đến 13 giờ, sức khỏe hoặc tài lộc có vấn đề. Theo lịch ngày tốt phân tích, máy mắt phải vào giờ Ngọ, bạn sẽ có vấn đề về sức khỏe hoặc tiền bạc. Nếu có việc phải ra ngoài hay đi xa, hãy lựa chọn những hình thức di chuyển an toàn nhất có thể. Chú tâm khi tham gia giao thông, tránh đi một mình đến nơi hoang vắng, nguy hiểm. Đây cũng có thể là điềm báo xui xẻo với những người thân thiết với bạn. Tốt nhất nên có lời căn dặn mọi người chú ý giữ an toàn cho bản thân. Nhiều vấn đề có thể xảy ra, nhiều tai họa có thể giáng xuống, nên tránh xa sông nước, đề phòng tai họa như hỏa hoạn hay là thiên tai. Với nữ giới mà may mắt bên phải trong khung giờ này thì phải tỉnh táo và cảnh giác giữ chặt túi tiền của mình. Điềm báo hào tài phá tài có thể khiến cho bạn phạm sai lầm khi làm ăn giao dịch. Giật mắt phải vào lúc 13 giờ đến 15 giờ. Điềm báo tiêu hào tiền bạc. Giật mắt bên phải trong khung giờ này là điềm báo xấu mà bạn cần phải đề phòng. Xung đột cá nhân xảy ra vì những chuyện nhỏ nhặt, bản mệnh bị gặp chuyện hào tài tốn của, có thể là tai nạn giao thông, bị ăn chặn tiền bạc, mua sắm hớ hênh, bị chém giá cao. Nói chung, ai cũng có lúc này lúc khác, mất tiền là chuyện nhỏ, an toàn bản thân mới là chuyện lớn. Tốt nhất, chớ nên rằng có giải quyết trong nóng giận, xô xát xung đột dễ khiến cho bản thân chịu thiệt. Bạn nên bình tĩnh giải quyết một cách ôn hòa. Mắt phải máy vào lúc từ 15 giờ đến 17 giờ, tin tốt lành về chuyện tình cảm. Đây là khung giờ Thân, là khung giờ hiếm hoi mà nếu bạn bị giật mắt phải thì không cần phải lo lắng gì, bởi đây là điểm báo tốt về đường tình duyên. Người độc thân, đào hoa khởi sắc, có người đã để mắt đến bạn và đem lòng yêu thương tìm cơ hội để bày tỏ tình cảm với bạn. Cũng có thể ở nhà ông bà cha mẹ đang mong ngóng bạn về nhà cùng mọi người sum họp ấm áp. Với các bạn đã có người yêu thì đây là điểm báo thần giao cách cảm, bởi người ấy đang nhắc đến bạn, nhớ thương và mong ngóng được gặp mặt bạn cho thỏa mong ước. Máy mắt phải vào lúc 17 giờ đến 19 giờ, có khách tới thăm. Nam giới mà khung giờ này bị giật mắt phải thì có lẽ đã lâu bạn không về nhà. Mọi người không trách móc gì bạn, cũng không giận dỗi gì mà mọi người nhớ thương và lo lắng cho bạn, một mình không sống cùng gia đình. Với các bạn đang chung sống với đại gia đình thì có thể sắp tới sẽ có người thân họ hàng ghé thăm, mang tới luồng sinh khí mới cho cả nhà. Nữ mệnh, máy mắt phải vào lúc 17 giờ đến 19 giờ thì gia đình đang bàn tính chuyện tương lai cho bạn. Có thể bạn sắp được giới thiệu cho một người nào đó, mọi người đang bàn bạc về việc cưới hỏi của bạn. Những bạn đã có đôi thì sắp tới, các mối quan hệ từ chừng đã đứt gãy bỗng được nối lại, bạn sẽ có cơ hội gặp lại bạn cũ hoặc người yêu cũ một cách tình cờ. Giật mắt phải vào lúc 19 giờ đến 21 giờ, sắp có cơ hội đi xa. Nếu tự dưng thấy mắt phải giật vào khoảng thời gian này thì bạn sắp có cơ hội đi xa, nên chuẩn bị sẵn đồ đạc cho mình, bạn sắp có chuyến đi du lịch đặc biệt với người thương. Cũng có thể có bạn bè rủ đi chơi hoặc bạn phải đi công tác vì lý do công việc. Nam giới mà giật mắt bên phải lúc này thì bạn cần đi xa để có lợi cho vận trình của mình. Ở nơi xa gia đình, bù lại bạn sẽ có thêm nhiều mối quan hệ cũng như cơ hội làm ăn kiếm tiền. Nữ giới sẽ nhận được nhiều cơ duyên tình cảm sau chuyến đi này, bạn có được người yêu tâm đầu ý hợp hoặc có nhiều người theo đuổi. Giật mắt phải vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, cảnh giác điểm xui. Đây là khung giờ kém may mắn nếu bạn bỗng dưng thấy mắt phải của mình giật. Tuy nhiên, đây là điều xui xẻo không quá lớn, điểm giữ vẫn còn nhẹ nên chỉ gây tác động nhỏ mà thôi.
Có điều, đừng vì thế mà lơ là cảnh giác, lúc nào cũng phải thật cẩn thận và kiềm chế bản thân, đừng để những chuyện nhỏ nhặt trong ngày làm mất đi hòa khí, phá hỏng các mối quan hệ. Cát Hùng giật mắt phải theo các ngày trong tuần. Tiếp theo đây, Linh Ngày Tốt sẽ giải thích chi tiết về điềm báo nháy mắt phải theo các ngày trong tuần, cụ thể như sau. Thứ hai, không cần biết nháy mắt là điềm lành hay dữ thì nháy mắt phải vào thứ hai đầu tuần là chuyện rất bình thường, không phải điềm báo gì đáng sợ, cũng không có chuyện gì cần phải lưu tâm, hãy thoải mái đi nhé. Thứ ba, tuy nhiên, chuyển sang ngày thứ ba, nếu mắt phải của bạn giật thì nên thận trọng bởi đó là dấu hiệu cho thấy có chuyện không vui sắp xảy ra. Có thể chuyện tình cảm của bạn gặp phải trục trặc, cũng có thể chuyện mà bạn đang mong chờ không tới, chuyện chẳng muốn thì lại cứ diễn ra, nhiều khả năng. Xong, có chuyện gì xảy ra thì tất sẽ là có lý do của nó, hãy bình tĩnh và lạc quan đối diện. Thứ tư, mắt phải giật vào ngày thứ tư trong tuần, bạn nên kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn bởi hôm nay sẽ có chuyện khiến cho bạn bực mình. Có thể chuyện này xảy ra không đúng như ý bạn, đối phương cố tình khiến cho bạn không hài lòng. Nhưng hãy nhớ rằng những cơn nóng giận chẳng thể giải quyết được bất cứ việc gì ngoài chuyện cho bạn xa cảm xúc của mình trong chốc lát. Thậm chí đôi khi sự nóng giận còn khiến cho bạn mắc phải sai lầm. Thứ năm, hôm nay là thứ năm và đột nhiên mắt phải giật liên hồi. Bạn nên an phận, chớ nên tham lam ôm hết mọi chuyện vào mình. Thậm chí điểm báo cho thấy rằng tốt nhất bạn chớ nên đụng tay vào bất cứ chuyện gì trong hôm nay. Bởi sự nhiệt tình của bạn có thể gây ra những hậu quả lớn đến không ngờ. Thứ 6, máy mắt phải vào ngày hôm nay là một điềm báo may mắn cho bạn, bởi đó là tín hiệu của hạnh phúc sắp đến. Chuyện xảy ra có thể bất ngờ, có thể không, nhưng đó là chuyện mà bạn luôn mong muốn được trải nghiệm. Thứ 7, mắt phải giật vào thứ 7 có thể là dấu hiệu bạn sắp có lộc, mà đây là những món quà đến từ người khác. Thời gian gần đây, bạn có thể được nhiều người ưu ái và trao cho mình nhiều món quà để bày tỏ tình cảm. Chủ nhật, may mắn cát tường sẽ đến với bạn khi thấy hiện tượng nhẹp máy bắt phải, giật xuất hiện trong ngày hôm nay. Nếu bạn có kế hoạch làm chuyện gì thì nên nhanh chóng tiến hành. Cát khí sẽ giúp cho công việc mà bạn định làm kia có khả năng thành công cao hơn rất nhiều. Tình trạng giật mắt phải theo tâm linh các nước khác. Không chỉ ở Việt Nam, các quan điểm tín ngưỡng về vấn đề mắt phải giật liên tục ở một số quốc gia khác trên thế giới cũng có những quan niệm riêng về hiện tượng này. Đa phần, họ đều quy về góc nhìn tâm linh để lý giải việc mắt phải nháy liên hồi. Với người châu Phi, việc nháy mắt, co giật mí mắt, đặc biệt là mắt phải đối với người châu Phi mà nói, đó là điềm báo không mong muốn. Nếu là giật mí mắt dưới bên phải, có thể sẽ gặp phải chuyện buồn, phải rơi nước mắt. Còn nếu giật mí bên trên thì khả năng cao sẽ gặp được một ai đó trong tình huống bất ngờ, có thể mang tới điều xấu hoặc tốt tùy theo tình huống. Với người Ấn Độ, riêng với người Ấn Độ, họ quan niệm về hiện tượng nháy mắt phải ở hai đối tượng rõ rệt và có sự đối lập nhau. Với nam giới, nếu có dấu hiệu mắt phải giật liên hồi, điều này báo hiệu chuyện vui sắp xảy tới. Ngược lại, giật mắt phải ở nữ lại là dấu hiệu kém may mắn, có thể gặp phải xui xẻo bất ngờ. Với người Trung Quốc, trái ngược với quan điểm của người Ấn Độ, với người Trung Quốc, nam giới có hiện tượng giật mí mắt phải có thể gặp điểm xấu, còn nữ giới thì có thể đón niềm vui, tin tốt đẹp. Thêm nữa, họ còn quan niệm rằng nếu là mí mắt phải bên trên phải có giật thì tức là có ai đó đang nói xấu bạn, còn giật mí bên dưới báo hiệu sự chuyển biến tích cực nào đó. Ngoài ra, người Trung Quốc cũng có những quan niệm riêng về vấn đề mắt phải giật theo từng canh giờ trong một ngày, nó cũng có phần tương tự như theo tín ngưỡng của người Việt Nam. Con số may mắn liên quan đến vấn đề nháy mắt phải. Khi bạn có hiện tượng nháy mắt thì hãy thử một số con số tương ứng dưới đây theo khung giờ. Những con số may mắn này có thể mang đến cho bạn cơ hội kiếm tiền thú vị. Hãy cùng Lịch Ngày Tốt theo dõi chi tiết ngay tại đây.
Ngoài vấn đề nháy mắt, khi mơ thấy đôi mắt cũng có những điểm báo và con số may mắn khác nhau. Riêng về con số may mắn, mời các bạn cùng Linh Hệ Tốt xem chi tiết cụ thể ngay sau đây. Nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng mày mắt giật mắt. Nguyên nhân khiến mắt phải giật. Mắt phải nháy nói riêng, giật mắt nói chung có thể không sao, nhưng nếu kéo dài nhiều giờ đồng hồ, tức là có điểm báo không tốt về sức khỏe. Có thể đó là phản xạ của cơ thể về y học do tâm trạng không tốt, cơ thể thiếu chất, căng thẳng mệt mỏi hay mắt bị khô. Nguyên nhân là do sự rối loạn của dây thần kinh điều khiển và các cơ nâng mí mắt. Sự rối loạn này do mắt người bệnh phải làm việc với cường độ cao trong thời gian dài. Lúc này, bạn cần được nghỉ ngơi, trà thuốc nhỏ mắt nếu cần. Ngoài ra, nếu triệu chứng nháy mắt bất thường hay co giật má, giật môi thì cần phải ngay đến các cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên môn chẩn đoán và điều trị. Cách khắc phục nháy mắt phải theo khoa học. Đi ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc để mắt được nghỉ ngơi, thư giãn tốt nhất. Hạn chế xem TV, điện thoại, màn hình máy tính quá lâu, tránh đọc sách ở chỗ thiếu ánh sáng hoặc ánh sáng yếu. Bổ sung cho cơ thể đầy đủ dinh dưỡng, nhất là các chất tốt cho mắt như là vitamin A, D hay B12. Nếu bị giật phần mí mắt, ta có thể dùng tay xoa nhẹ, có thể làm mắt trở lại bình thường. Luyện tập thể thao và vệ sinh mắt thường xuyên sẽ giúp cho đôi mắt luôn khỏe mạnh, hạn chế tình trạng giật hay nháy liên tục. Cách khắc phục nháy mắt theo phong thủy. Hành thiện, tích đức, đối xử tốt với mọi người xung quanh. Có câu, gieo nhân nào, ắt gặp quả đó. Làm việc thiện, ắt hưởng phúc báo. Làm việc tốt, ắt tâm bình an. Phát tâm bố thí, không nhất thiết phải bố thí bằng vật chất, tiền bạc, nở một nụ cười cũng là cách bố thí sự cát lành rồi. Trên đây là toàn bộ những chia sẻ về hiện tượng nháy mắt phải, giật mắt phải theo cả góc nhìn khoa học và tâm linh. Mời các bạn cùng Lịch Ngày Tốt theo dõi hiện tượng nháy mắt trái, giật mắt trái sẽ được cập nhật sớm nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.